Chánh định xin gửi đến quý vị một cái bài pháp có tựa đề là Tập Hạnh Chấp Nhận. Quý vị cho cái hạnh chấp nhận á, cái thưa quý vị, là một cái hạnh mà người tu chúng ta cần phải trau dồi, tu tập. Cái hạnh chấp nhận giống như là một cái hạnh nhẫn nhịn hay là nhẫn nại. Ở trong 10 pháp ba la mật của người tu á, thì đã có cái khanh tí ba la mi, tức là nhẫn nại ba la mật hay là nhẫn nhịn ba la mật. Người ta có câu rằng là không nhẫn á, không gần được đạo. Người tu chúng ta mà thiếu cái nhẫn á, thì không bao giờ chúng ta gần được đạo. Chúng ta cũng có thể hiểu một cách khác là nhẫn nại hay nhẫn nhịn hay chấp nhận là cái lợi khí, là sức mạnh của người tu. Quý vị biết không, ông vua thì ông có cái sức mạnh là gì? Là quyền lực. Phụ nữ có sức mạnh là gì? Ai biết? Quý vị ở đây người nữ nhiều lắm á, tính nữ nhiều lắm, mình có cái sức mạnh. Nhẫn nhịn. Phụ nữ có một cái sức mạnh, theo ở ngoài người ta nói nhẫn nhịn là sức mạnh của sa môn, của người tu. Nhưng mà phụ nữ có sức mạnh là gì biết không? Có chỗ nói là nước mắt, có chỗ nói là sắc đẹp. Cái nước mắt của người phụ nữ nó có cái sức mạnh lạ lắm. Khi mà họ khóc lên rồi thì bao nhiêu cái sự cứng rắn của người đàn ông, người khác phái là họ xuống liền. Có nơi thì nó là sắc đẹp. Có câu là vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Cái nghĩa của câu này là mưa nó không phải là xiềng xích, nhưng mà nó giữ chân người. Quý vị đâu mà thấy trời mưa có quý vị làm biến đi lắm. Mình muốn đi có thấy trời mưa cái thôi mình dừng lại. Cho nên mới có câu là vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc đẹp không phải là sống ba đào, nhưng mà nó nhận chìm không biết bao nhiêu là người. Cái sức mạnh của đứa bé là gì quý vị biết không? Là tiếng khóc. Mặc dù nó nằm trong nôi đỏ hỏn vậy đó, nhưng mình đụng tới nó khóc là mình rút tay lại. Nó có cái sức mạnh. Nhưng mà sức mạnh của người tu chúng ta là gì? Trả lời lần nữa là gì? Nhẫn nhịn. Mình không nhẫn thì mình không có tu được. Nhịn đời thì hạnh phúc tấm thân yên, nhịn sự hơn thua khỏi lị phiền, nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng, nhịn lòng hiếu thắng cõi thần tiên. Nhịn cha nhịn mẹ người con hiếu, nhịn anh nhịn chị anh chị hòa, nhịn vợ nhịn chồng nhà hạnh phúc, nhịn sớm láng giềng nghĩa thâm giàu. Như vậy cái chủ đề của chúng tôi hôm nay là gửi đến quý vị hai chữ chấp nhận, nhẫn nhịn. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Quý vị có đồng ý với chúng tôi là tâm mình bình thì cảnh sẽ bình không? Có nghe câu ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thấy không nè? Khi quý vị buồn rồi quý vị nhìn cảnh nó không có vui. Nhưng khi tâm quý vị mà hoan hỷ rồi đó, thì xung quanh chúng ta mọi cảnh nó đều tươi mát vui vẻ.
Cho dù hôm nay trời mưa nhưng mà đối với người tu chúng ta vẫn là hoan hỷ vui vẻ. Cái người tu chúng ta là vậy, tức là chuyển đổi hoàn cảnh, từ cái hoàn cảnh xấu thành hoàn cảnh tốt, từ cái sự đau khổ mình chuyển thành an lạc. Mình phải khéo suy nghĩ. Và khi mình chấp nhận ở đây không phải là một cái sự chịu đựng nha, bức bách, bị áp đặt, rồi mình ráng mình nín mình nhịn, không phải. Hiểu cái vậy là sai. Bởi vì nhịn như vậy mai mốt mà nó mà chịu không nổi, nó bung ra nó còn mạnh hơn nữa. Giống như cái người đó mình thấy ít sân lắm, ít giận lắm, nhưng mỗi lần họ giận lên là cháy nhà. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị là chấp nhận sự tình thế gian, tức là mình phải chuyển quá hoàn cảnh, nỗi khổ niềm đau thành niềm vui và hạnh phúc. Mà cái sự chuyển đổi đó bằng cái trí tuệ. Mỗi lần mà chúng tôi nghe mọi người nào họ bị mất mát cái gì đó, họ đi ngoài đường họ mất mát tiền của tài sản hay bị giật dọc gì đó, họ nói một câu mà chúng tôi nghe nó hay theo ý đạo. Họ nói một câu là biết gì không? Của đi thay người à, hay. À, tức là mình phải khéo tác ý suy nghĩ làm sao cho nó cái vấn đề nó nhẹ đi. Vấn đề nó phức tạp nhưng mà mình suy nghĩ cho nó nhẹ đi. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản. Hồn thơ ngây nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng người sống vậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy. Kìa vô ưu vẫn đẹp giữa vô thường. Cái người tu chúng ta nó bình thản an nhiên lắm. Tâm bình thì cảnh sẽ bình mà. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Cái sự tình thế gian này nó như thế nào? Đẹp hay xấu? Tốt hay không tốt? Khổ đau hay hạnh phúc? Thì cái người tu chúng ta chấp nhận hết. Mà bằng một cái tâm gì? Bình thản an nhiên. Đó mới là cái sức mạnh của cái người tu. Dù trời mưa nắng thất thường, nhưng hoa vẫn nở cho vườn thêm tươi. Mình là cánh hoa. Thì ông trời ông mưa ông nắng là chuyện của ông. Nhưng cái bổn phận của mình là gì? Là phải nở. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cho dù cái hoàn cảnh nó như thế nào cũng phải cười. Nhưng mà cái nụ cười của cái người tu á là nó chấp nhận và tha thứ, nó chấp nhận và buông bỏ, chứ không phải đè nén nha. Cái nụ cười của cái người tu là gì? Là nụ cười đầy hoan hỷ, một nụ cười có người có trí tuệ, có hiểu biết, một cái nụ cười nó thông thoáng chứ nó không bế tắc, hiểu thông nhìn thấu rồi mới cười. Chứ không phải nụ cười của người tu mà ngậm ngùi hoan hỷ thì nó không được. Thôi giờ sư ơi con mất rồi con cũng ngậm ngùi hoan hỷ, nó không được. Mà cái đó là nó bị giống như là một cái sự buộc phải chấp nhận, không phải. Mà người tu chúng ta là hiểu vấn đề, chúng ta hiểu thông vấn đề, chúng ta có nụ cười. Thì cái nụ cười đó mới là cái nụ cười của người hiểu biết, có trí tuệ. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Còn mình mà cái nụ cười mà mình không có trí tuệ là biết mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười tiền đâu. Trời ơi. Cái nụ cười tiền đâu nó không có nụ cười được thoải mái đâu. Bây giờ cười đó là méo đó đó. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên, cười cho cuộc sống thản nhiên. Đó. Để tâm thanh thản, bình yên giữa đời. Đó mới là cái nụ cười hoan hỷ. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói
những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Bây giờ mình, cái con đường mình đã đi rồi, mình chọn rồi, thì bây giờ mình trọn vẹn với con đường đó. Giống như chúng tôi hay nói là lỡ sanh vào chốn bụi hồng rồi thì xin đi hết một vòng cho xong. Chứ bây giờ vô đó là không đi, nó cũng bây giờ buồn cũng sống, vui cũng sống, đúng không? Khóc cũng sống mà cười cũng sống, mà già cũng sống, trẻ cũng sống, bệnh cũng sống mà khỏe mạnh cũng sống. Mà tội tình chi mà mình buồn mình sống vậy? Phải vui vẻ mà sống. Mà khi mà tâm mình vui vẻ rồi đó thì sáng ra mình gặp ai mình cũng nói những lời yêu thương hết. Mình nói mình là người tu, mình thương chúng sinh, mình có từ bi. Mà gặp ai mình cũng than, cũng giảng, mình cho toàn là nói buồn không à. Cái năng lượng quý vị biết nó ghê lắm. Cái từ trường năng lượng của mình, có cái gì thì mình cho người ta cái đó. Tâm mình tham sân si, mình cho người ta tham sân si không đó nghe. Tâm mình từ bi hỷ xả, cho người ta từ bi hỷ xả. Tâm mình mà có niềm vui là mình cho người ta niềm vui. Tâm mình mà có nỗi buồn thì mình cho người ta nỗi buồn. Không tin chúng tôi, quý nào quý vị về quý vị theo dõi đi. Nghe cú điện thoại của người bạn là biết cái người đó vui hay buồn rồi. Người đó có chuyện buồn gọi mình tâm sự, trút hết nỗi buồn qua cái mình. Mình nghe xong mà thấy mệt muốn chết rồi đó. Mà quý vị, chùa á là cái nơi mà người ta trút nỗi niềm. Đời đau khổ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trút hết về chùa. Trời. Khi nghe câu này mới thương cái vị trụ trì. Quý vị có thử nghĩ là mỗi người một cái nỗi niềm, một nỗi buồn. 10 người 10 cái nỗi buồn, 100 người 100 cái nỗi buồn. Mà một cái nỗi buồn đã trút vô mà chịu không nổi rồi. Này hàng trăm, hàng triệu cái nỗi buồn trút vô thì ông trụ trì sao không chịu nổi. Cho nên ông trụ trì này không phải là nỗi công thâm hậu lắm mà. Ông mới chịu đựng được. Đó là ông chấp nhận á. Đó là hiện tại là cái vị trụ trì là một cái đức hạnh chấp nhận sự tình thế gian. Ở đây mấy chục người, quý thưa với quý vị là bao nhiêu cái sự tình thế gian. Mỗi người một sự tình, mỗi người một nỗi niềm, đem vào đây mà trút. Trụ trì lãnh đủ. Mà nếu mà nội công không thâm hậu chắc thổ huyết chết sớm. Buồn á, buồn rồi bao nhiêu có nỗi buồn nó dồn vô đây, rồi bắt đầu huyết áp nó tăng, rồi tiểu đường, tim mạch, rồi đột quỵ luôn á. Cho nên là hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị là phải tu là chuyển hóa nghe. Cái vấn đề mà mình làm những cái phương pháp khác thì chúng tôi cũng chấp nhận, nhưng mà cái phương pháp tối thiểu chúng ta là phải chuyển hóa. Chuyển hóa tham sân si thành từ bi hỷ xả. Chuyển qua nỗi khổ niềm đau thành niềm vui. Bởi vì công năng lời dạy của Đức Phật nó có hai công năng duy nhất. Đó là gì? Giúp cho chúng sanh, đưa chúng sanh từ bờ mê đến bến giác, đưa chúng sanh ly khổ đắc lạc. Tức là bớt đi cái nỗi khổ niềm đau mà đạt được sự an lạc. Đó là cái vị của giáo pháp. Đức Phật ngài dạy cũng giống như nước biển. Chỉ có một vị duy nhất. Đó là vị gì? Vị mặn. Cũng vậy giáo pháp của Như Lai cũng có một vị duy nhất. Đó là gì? Giải thoát. Đúng rồi. Đây mới là câu kinh Đức Phật này. Thì cái sự giải thoát đồng nghĩa với cái sự an lạc, an vui. Mà mình tu mà mình không giải quyết được một vấn đề gì hết, không chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau, mình thuộc cái dạng là đến chùa học được chữ tu rồi về nhà bận rộn lu bu quên liền, không chuyển được cái nào. Đến chùa là để tâm yên, vừa ra khỏi cổng thì u phiền phủ vây. Đến chùa là để tâm an,
gặp vài người nữa ngồi than trách đời. Sư ơi, vừa rồi lũ lụt nó kéo tới, nhà con ngập hết trơn. Bắt đầu than trách đời. Đến chùa dễ lắm ai ơi, khó là nhặt được thảnh thơi mang về. Bây giờ đi chùa dễ lắm, thấy không nè, ai cũng có xe có cộ hết rồi. Đến chùa nhắm 5 phút là tới, 10 phút là tới. Nhưng mà quan trọng nhất là mình đến đây để mình nhặt được cái gì mình mang về. Cái thảnh thơi mang về. Hãy học hạnh như đất, chấp nhận và thứ tha. Đó, cái đó quan trọng. Quý vị thấy cái hạnh đất không? Đất này nó không có bao giờ nó phàn nàn, than vãn. Ai bỏ lên cái vật gì cũng được, sạch sẽ cũng được, dơ dái cũng được, thơm tho cũng được, mà hôi thối cũng được, đất nó không bao giờ nó phản đối. Cho nên một cái hạnh mà chúng ta cần phải học là gì? Đó là hãy học hạnh như đất. Như đất nè, chấp nhận và thứ tha. Hãy học hạnh như gió, mang mùi hương đi xa. Hãy học hạnh như nước, cuốn trôi đi tất cả. Hãy học hạnh như mưa, gieo những hạt từ hòa. Đó, cơn mưa nãy là hay lắm, nó gieo những cái hạt từ hòa mát mẻ. Gió từ quét sạch rừng phiền não mà. Mưa pháp trôi đùa án lợi danh. Hãy học hạnh như lửa, ôm vào lòng chuyển hóa. Hãy học hạnh như mây, không nơi đâu là nhà. Vỗ tay đi. Nó có những cái hạnh mình phải học theo cái hình thức đó. Trong những cái hạnh này, ví dụ mình học cái hạnh nào? Cái hạnh thứ nhất là học dưới đất vậy đó, chấp nhận hết. Trong cuộc sống này mình tiếp xúc với nghịch cảnh, thuận cảnh, nỗi khổ, niềm đau, hay là hạnh phúc, niềm vui, lời khen, tiếng chê, thì cái người tu chúng ta có cái bổn phận duy nhất là gì? Chấp nhận, hiểu và thương và chấp nhận. Trước đây cái người đó họ gây nghiệp với mình phiền não dữ lắm, giận hờn dữ lắm. Bây giờ thì sao nè? Bây giờ mình tu rồi, hạnh có hạnh chấp nhận mà. Tu rồi thì tại sao nè? Gặp người mã lị chớ phiền. Hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Như vậy thì nghịch cảnh, nghiệp chướng, quan gia trái chủ, đối với mình là mình ôm hết vô, ôm vào lòng chuyển hóa mà. Hãy học hạnh như lửa vậy đó, ôm vào lòng mình chuyển hóa, đốt tiêu tan mấy cái phiền não đó hết. Dùng cái lửa tâm muội đó, cái lửa vô tham, vô sân, vô si á, chứ đừng có lấy cái lửa tham sân si mà đốt người ta nghe. Hận thù diệt hận thù thì đời này không thể có. Phật dạy rồi, chỉ có gì? Từ bi diệt hận thù là định lực thiên thục. Như vậy thì trước đây mình gặp người khác thị phi, mắng nhiếc, mạ lị, mình buồn. Trời, đi chùa sáng gặp cái bà đó, bà sân si quá, bà lạc nộ mình dữ quá. Nhưng mà hôm nay thì sao? Mình là người tu rồi, chấp nhận sự tình thế gian. Đó là cái sự tình của thế gian. Cái bản chất chúng sanh là phải tham, phải sân, phải si, phải ganh tị, phải tật đố, phải bỏng sẻn nữa. Chúng sanh nó có những cái đức tính đó. Có hai cái đức tính mà chúng tôi thấy chúng sanh ai cũng có, là ganh tị và bỏng sẻn. Ganh tị là gì? Theo quý vị ganh tị là gì? Ai trả lời đúng không? Tham gia sinh hoạt để cho nó sinh động, sôi động, nó không có buồn ngủ. Theo quý vị ganh tị là gì? Đi chùa lâu nay học là nghe ganh tị là gì? Ganh đua với người khác phải không? Phải không nè? Hân thua với người khác đúng không?
Đó, ganh đua với người khác, hơn thua với người khác. À, thấy họ giàu là, thì định nghĩa ganh tị, chúng tôi định nghĩa cho một câu quý vị nhớ luôn, là làm xét ra thì mình lúc nào cũng có ganh tị. Ganh tị là gì? Mình không muốn người khác được cái gì là ganh tị. Họ được cái gì mình không thích, vật chất cũng như tinh thần. Cái tâm của mình mà không muốn người khác được cái gì thì đó là cái lòng ganh tị. Thì bây giờ mình xóa đi cái đó. Người ta được mình chúc mừng, mình mừng cho người ta. Người ta giàu, người ta đẹp, người ta sống lâu thì mình mừng cho người ta, chứ không có muốn là người ta không được cái đó là cái tâm ganh tị. Còn bổn sẻn là gì? Keo kiệt hả? Cái nghĩa nó rõ quá rồi. Nhưng mà định nghĩa bổn sẻn như thế này này, để bây giờ thấy là mình lúc nào cũng có bổn sẻn. Bổn sẻn là gì? Là mình không muốn mình mất một cái gì hết là bổn sẻn đó. Mà lạ nghe, trước sau dù cũng mất rồi chứ làm sao không mất. Nhưng mà tự nhiên mình cứ muốn mình không mất. Đến thì phải đi, sanh là phải diệt, có là phải không, chứ nó là quy luật tuần hoàn. Mà lạ ở chỗ là mình không muốn mình mất cái gì. Từ cái vật nhỏ nhất cho tới cái vật lớn nhất, cho đến từ cái vật thô sơ đến cái vật mình quý báu nhất, từ cái vật không có giá trị đến cái vật có giá trị nhất, tiền bạc vàng dòng châu báu, thậm chí đến cái mạng sống của mình cũng không muốn mất nữa. Nhưng mà rồi nó cũng mất chứ làm sao không mất. Ai sanh ra đời mà không phải chết, đúng không nè? Mình phải hiểu cái luật tuần hoàn. Chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu. Hành tinh sanh mãi ươm màu hy vọng. Đi vào đời với hai bàn tay trắng. Lúc lìa đời thì trắng cả hai bàn tay. Khi sống thì tham nhặt cho đầy, để mang lấy nghiệp trả dài nợ đời. Đó, hôm nay chúng tôi muốn phanh phui ra hết cho quý vị hiểu đến chi, để chúng ta chấp nhận. Còn thường thì mình không chịu chấp nhận. Chính vì không chấp nhận cho nên cái tâm mình nó sao? Khó chịu, nó phiền não. Và chính vì nó khó chịu phiền não, bắt đầu nó sanh ra than vãn. Than dữ lắm. Không biết người Tây sao với người Việt mình, nhất là người châu Á mình, là có cái bệnh than quý vị. Than gọi là kinh niên luôn. Than mà than thường trực. Than gì không hiểu, cái chút xíu cũng than. Họ nhỏ cũng than, rồi lớn lên chút cũng than, rồi về già cũng than. Lúc nghèo cũng than, lúc giàu cũng than, lúc thiếu cũng than, lúc đủ cũng than. Tức là than, than gọi là tối tăm mặt mày. Riết rồi, chúng tôi xin tặng quý vị bài thơ than luôn cho nó sợ. Ha, mà có bài thơ luôn. Người lớn thường than thân trách phận, đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Ông chồng cũng than, xây qua bà vợ bà cũng than. Ông chồng nó không biết kiếp trước tôi tu sao mà tôi gặp bà tôi khổ dữ. Bà vợ bà nói không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp chướng gì mà tôi gặp ông. Người nào cũng than. Quy luật tự nhiên đã tạo gây, trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng. Khi yêu á thì hy sinh cả tánh mạng, chỉ vài ba năm á đã phàn nàn, lúc cô đơn á thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhắn. Người khổ than không nói, mà người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than, không con ước được nửng cục vàng, có con khổ mệt nợ nần mang. Cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, phải dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhân quả thông suốt tâm an nhàn. Nghe xong cái ý này, người nào hay than về bớt than đi nghe. Tu là chuyển hóa, chuyển hóa thân tâm, chuyển đổi hoàn cảnh, từ khổ đau đến an lạc, từ gọi là bi quan đến lạc quan.
từ là bế tắc đến phải hanh thông chứ. Trước đây thì mình khổ là vì sao quý vị biết không? Mình khổ là vì lý do là mình thứ nhất là mình nghĩ không thông, thứ hai là mình nhìn không thấu, thứ ba là quên không được, khổ hoài. Cho nên bây giờ mình phải là nghĩ thông, nhìn thấu, rồi buông được, phải buông nữa. Mình lý do mình khổ là vì lý do mình là buông không đành đó. Buông không đành, có những cái mà mình buông không đành, rồi nghĩ không thông, rồi nhìn không thấu, rồi quên không được, nó khổ hoài. Nhiều khi cái chuyện nó qua rồi thôi quên đi, không chịu nhớ để khổ. Là cái vấn đề đó mình phải nghĩ cho thông. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. Mình nghĩ không thông cho nên là mình khổ. Thì hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị là phải buông đành, phải buông cho đành nha. Mình thuộc cái dạng buông mà chưa bỏ đó nha. Buông xuống mới quay qua là giờ mày ngó cái lụm lên lại á. Mình thuộc cái dạng là buông không đành mà lại mong cầu quá nhiều. Quý vị biết tại sao mình khổ không? Vì mình mong cầu hạnh phúc dữ lắm, cho nên mình rất sợ sự khổ đau. Đó, nghe cho kỹ cái chỗ này. Cái người trí á, họ ít có mong cầu hạnh phúc lắm, bởi vì họ biết đơn giản là có vui thì sẽ có buồn, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử tử sinh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Khi mình hiểu được là có vui thì sẽ có buồn, thì quý vị có mong vui nữa không? Cho nên mình tối ngày mà đi tìm hạnh phúc. Suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc, gặp nghìn đắng cay. Suốt đời tôi mãi vẫn mê say, đi vào cuộc sống hai tay ôm đồm. Suốt đời như kẻ mất hồn, chạy theo danh lợi, si tôn bạc tình. Rốt cuộc xét lại lòng mình, tìm hoài không thấy an bình nội tâm. Chừng nào dứt hết mê lầm, lợi danh tỉnh giấc thì tâm hết phiền. Chừng nào coi nhẹ bạc tiền, không tham biết đủ tâm liền an nhiên. Gió đời thổi vẫn bình yên, tìm ra hạnh phúc triền miên nơi mình. Bây giờ mới vỗ tay. Mình nghĩ mình vô minh lắm quý vị. Nhiều người nói con cũng thông minh lắm, mà sao sinh nó con vô minh. Để giúp tôi chỉ cho quý vị thấy mình vô minh. Câu thứ nhất là gì? Sao thở than khi biết là giả tạm? Cái sai lầm của mình biết cuộc đời này nó giả tạm mà mình cứ thở than hoài. Sao chán nản khi biết rõ vô thường? Bỏ hận thù để nhận lấy yêu thương, bỏ vấn vương để thấy lòng thanh thản. Đã biết vô thường mà còn phiền não là vô minh. Đã biết phiền não mà còn khổ đau là vô minh. Đã biết khổ đau mà còn trói buộc là vô minh. Đã biết trói buộc mà chưa chịu buông nữa là quá vô minh. Cái quy luật nó như vậy. Hôm nay chúng tôi dạy cho quý vị phải chấp nhận cái sự tình thế gian là chỗ này. Đọc theo chúng tôi nghe. Đời là đau khổ, đọc theo. Nên răng đau là phải nhổ. Đời là bể khổ,
nên nhổ răng là phải đào. Chí lý không? Vỗ tay coi. Đọc lại cho nhớ. Mình bây giờ là khó vô lắm, phải xoáy xoáy vô đầu mới được, mới biết. Đọc lại. Đời là đau khổ, nên răng đau là phải nhổ. Đời là bể khổ, nên nhổ răng là phải đào. Mời cô Đức Nga lên, đứng lên đọc lại coi cho đại chúng nghe. Để thấm thía cái ý, chúng tôi mượn cái ý bóng đó nghe. Đó là phải chấp nhận cuộc đời nó như vậy đó. Đó là mượn cái hình ảnh này thôi, chứ không phải là chúng tôi nói cái gì. Ví dụ răng cỏ gì ở đây. Nhưng mà chúng tôi muốn quý vị phải chấp nhận cái sự tình, cái thế gian nó như vậy. Chứ bây giờ răng đau mà không nhổ thì là sao? Mà nhổ răng mà đồ không đau là sao? Phải không nè? Phải chấp nhận. Hôm nay chúng tôi chỉ giảng một bài pháp có hai chữ là gì? Là vậy? Chấp nhận. Đọc theo. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Ai mà hai chữ này mà quý vị thấm trong người rồi, thì quý vị tu nó an lạc dữ lắm. Nó thấy được cái vị của giải thoát. Nhẫn nhịn mà. Chấp nhận là nhẫn nhịn. Chịu đựng. Hãy học hạnh như đất vậy đó. Chấp nhận và thứ tha. Vì trong cõi ta bà, tha thứ thì thư thái. Vỗ tay. Rõ ràng đó. Cô Đức Nga đọc không được thì mời chú Đức Thế đọc. Ai đọc được không? Thấy chưa? Có nhiều đó mà không xong. Quên hết trơn rồi hả? Trong đầu bây giờ chứa cái gì đúng đóng không à? Chứa phiền muộn trong đó không mà sao nhớ nổi? Phải buông bớt cho nó trống đi rồi. Cái CPU của mình nó đầy rồi. Cái bộ nhớ của mình nó đầy rồi. Cái điện thoại nó có cái bộ nhớ. Phải không à? Mình lưu quá trời trong đó đầy hết rồi. Bây giờ phải delete bớt đi để nhớ. Đọc lại. Đời là đau khổ, nên răng đau là phải nhổ. Đời là bể khổ, nên nhổ răng là phải đào. Hay lắm à. Cái này hay lắm à. Như đây thôi. Hôm nay nghe nhiều cũng vậy à. Mà nghe ít gì đó mà nó thấm thía. Thấy không? Thấy quý vị vui vẻ quá mà trời thì nó mưa nó u ám mà quý vị vẫn tươi vui như vậy. Đó là chuyển quá nỗi khổ. Trời mưa cái nó buồn lắm, không có buồn. Mình chuyển quá nỗi khổ niềm đau. Để tặng quý vị một cái bài hát cho nó sinh động. Hôm nay xin được hát bài hát theo tình khúc bolero. Trời mưa mà nghe bolero nó mới. Bài hát này là dựa theo bài nhạc đời, có cái tựa đề là Áo em chưa mặc một lần. Giờ hát nhạc đời mà lời đạo gọi là áo tràng con đã mặc vào. Cái bài nhạc đời là Áo em chưa mặc một lần, là tôi với người hai đứa nguyện yêu nhau đó. Sợ nó khổ dữ lắm. Thì bây giờ hôm nay quý vị nghe là Áo tràng con đã mặc vào. Xin quý vị thưởng thức hát hay thì quý vị cho anh tràng vỗ tay. Còn mà hát dở thì quý vị cũng cho một tràng vỗ tay luôn. Đó mới là người tu. Cái người tu nó phải khác hơn người không tu. Nó khác ở chỗ nào? Cái người không tu á, hát hay họ vỗ tay dữ lắm. Mà hát dở họ bè biểu môi rồi họ lắc đầu rồi không có vỗ tay. Cái đó là người không tu. Phải không nè? Còn người tu mình thì hát hay vỗ tay, mà hát không hay thì vỗ tay nó lớn hơn nữa, thì nó mới gọi là người tu. Người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu đó. Hát hay vỗ tay là chuyện bình thường, mà hát không hay mà vẫn vỗ tay, đó mới là người tu đó. Là chấp nhận sự tình thế gian.
đúng nè, lấy được một cô vợ đẹp, giỏi giang, đảm đang thì mừng, nhưng mà lỡ lấy nhầm cô vợ nó dở ẹt cũng vui luôn, thì đó là vợ của mình mà. Đó mới là người tu chấp nhận sự tình thế gian. Chứ bây giờ lấy trời sao vợ tôi nó dở hơn vợ người ta, là chồng tôi sao mà chồng ta thì sao thấy phát ham, chồng tôi thấy phát chán, là tào lao. Người tu không phải vậy. Cái đó là người đời, cái đó là người chưa tu, phải không nè? Đó, bây giờ hát hay vỗ tay nghe, mà hát không hay cũng vỗ tay mới đúng nghe. Bây giờ bắt đầu hát để thử coi quý vị có phải là người tu không. Con đến chùa tha thiết nguyện lo tu cho bớt sầu đau, mong anh đạo nhiệm màu cùng soi sáng tâm con, còn lưu luyến xin đức từ quang ban lành cho đời hân hoan. Tâm vốn lành nhưng bởi vì tham danh sai đắm mộng mơ, tâm dương niềm muộn phiền. Đừng quán trách thêm chi điều quan trai, duyên kiếp nào mang phải đâu đổ lỗi cho đời. Từ đây nên sống về nguồn, vòng tâm sao lắm muộn phiền, tu tâm xóa nhòa đau thương, tình tâm lòng không tiếc nuối, xa rồi u phiền năm xưa. Con vẫn ngồi nghe pháp từ giang xa, tâm vẫn bình tâm, chân lý rồi lòng trần, từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin pháp lưu vòng đến muôn người. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin pháp lưu vòng đến muôn người. Cảm ơn quý vị những tràng vỗ tay. Mặc dù là hát rất dở mà vỗ tay lớn quá làm người ta mắc cỡ à. Hay quá thầy ơi à. Chắc tại nãy sư gài rồi đó. Hát hay cũng vỗ tay mà hát dở cũng vỗ tay. Nãy giờ vỗ tay quá trời, chắc hát dở dữ lắm mà. Phải không? Trời ơi. Vậy hôm nay chắc xin phép thầy trụ trì lên đây mở live show luôn á. Không thuyết pháp nữa mà bây giờ hát live show luôn. Thôi thầy, để gì Phật tử ở chùa Huệ Quang này quá dễ thương.
Sáng bước vô gặp nguyên một cái phái Nga Mi ra đón. Rồi bây giờ gặp toàn là các Phật tử rất là dễ thương, nói cái gì cũng dạ đồng ý hết trơn. Nãy giờ như là ngoan, hiền, không có cãi. Giảng cái gì nói cái gật đầu hết trơn. Nhất là câu Đức Nga chứ nói gì cô cũng gật. Cho nên để theo lời yêu cầu của cô, cái bên tên gì, pháp danh gì? Nguyên Thiện. Dạ, xin quý vị cho tràng vỗ tay nhờ cô Nguyên Thiện mà có cái bài hát Con Đường Xưa Em Đi. Để cho chư Phật tử có thêm cái năng lượng, niềm vui trong buổi sáng hôm nay. Bầu trời thì ngoài trời thì mưa gió bão bùng, nhưng mà không ngăn được những cái tấm lòng hiếu học nghe pháp rồi thích tu của Phật tử. Cho nên quý vị cũng có mặt ở đây, cho nên chúng tôi xin đáp lại tấm lòng đó, cho phép chúng tôi hát bài Con Đường Đi Tu Đây, được viết tại bài Con Đường Xưa Em Đi. Con đường đi tu đây, dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan, đến chùa tâm an vui. Pháp kinh cùng tiếng chuông, mặt nhìn như đó sen. Con đường xưa gian nan, nhiều đau khổ nhọc nhằn, gia tràng xe biến đông, nẻo đào nay ta đi. Sáng trong hạnh phúc thai, vào chùa không muốn ra. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô, ta cứ nam mô, dèo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không mà não phiền. Tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm, quyền vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui. Đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa, tuyệt trần ôi thiết tha. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô, ta cứ nam mô, dèo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không mà não phiền. Tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm, quyền vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui. Đó là tâm an nhiên ở trong mình chẳng xa, tuyệt trần ôi thiết tha. Chắc muốn hát tới chiều luôn hay sao vậy?
Tức là cái người tu á, thì nó có cái sự an nhiên ở trong mình. Mình á, thì hay vọng móng từ ở bên ngoài. Hay là chúng tôi nói rồi là tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an. Đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Quý vị đến chùa là quý vị phải tự an cho mình. Đức Phật không an cho mình được. Nếu mà Đức Phật an được cho mình thì xin quý vị cứ ở nhà mà ăn no ngủ kỹ. Hay không nè? Đến chùa làm gì? Cho nên hôm nay mình đến đây là mình phải tự an cho mình. Đức Phật và chư tăng chỉ là người bậc đạo sư và người dẫn đường. Tất cả chúng ta phải tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy là tự là hải đảo cho chính mình. Hãy nương tựa vào chính mình. Nương tựa vào cái sức tu của bản thân mình. Cho nên là đi chùa nên biết tự an. Cái lòng an nhiên ở trong chính mình. Có bao giờ bạn thấy mông lung với cuộc đời, mỗi ngày cứ chơi vơi, sống sao đời ý nghĩa, lây hoay tìm giải pháp, lao vào những cuộc chơi, tâm chẳng chút thảnh thơi, càng tìm càng chán nản. Hãy thử rèn chánh kiến, thấy lẽ đúng điều hay, hiểu vũ trụ vần xây, mọi điều đều sáng tỏ. Lời đáp luôn ở đó, ngay trong chính bạn thôi, chớ tìm kiếm xa xôi, lắng tâm bạn sẽ thấy. Như vậy là tu là chấp nhận sự tình thế gian. Hôm nay chúng tôi giảng bài pháp có tựa đề gì nè? Chấp nhận. Hãy mà mình không chấp nhận thì mình mới than vãn, mình mới khó chịu. Còn khi mình đã chấp nhận rồi, mà cái này là hoan hỷ chấp nhận nha, chứ không phải mà ngậm ngùi chấp nhận là không được. Có nhiều người họ cũng chấp nhận vậy, nhưng mà họ ngậm ngùi quý vị. Họ cam chịu. Họ chưa có hiểu thông nhìn thấu. Mà chính vì họ cam chịu mà chưa hiểu thông nhìn thấu mà họ chấp nhận thời gian, họ đè nén thời gian nó bung lên á. Giống như ông chồng ông hài hết bà vợ, riết bà vợ nhẫn riết, cái lúc nào bà chịu không nổi, bà bung ra luôn, tan hoang nhà cửa luôn. Thì lúc đó, đó là không phải là tu. Tu là gì? Buông đành, hiểu thông, nhìn thấu và quên được. Lý do là mình khổ là vì mình buông không đành. Mà lý do mình buông đành là vì mình nghĩ không thông, rồi mình nhìn không thấu, rồi mình quên không được, ấm ức trong lòng hoài. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải hiểu rõ sự tình để mà chấp nhận. Giống như ta dùng cái từ là hiểu để thương đó. Còn mình ham để thương, không hiểu. Mình đến mà cái tâm tham mình thương là mốt là nó khổ à. Tham này đến nó khổ à. Cái lòng tham này là luyến ái chỉ hại nhau thôi. Lòng tham mà dính mắc chỉ làm khổ nhau thôi. Nhưng mà nếu cái đến với người ta là hiểu để mình thương thì nó khác. Khi mình hiểu mình thương thì mình chấp nhận. Chấp nhận. Thì cái người tu chúng ta hôm nay mình luyện một cái đức tính là hãy học hạnh như đất, chấp nhận và thứ tha. Hãy học hạnh như gió vậy đó, mang mùi hương đi xa. Mình sống sao mà toàn là tiếng xấu không, không có chút gì. Chỉ có cái đức hạnh á, giới hạnh á, mới là hương bay ngược gió. Những người mà có đức hạnh, hôm nay chúng ta đến đây chúng ta trao dồi, chúng ta tu với bát quan trai giới là chúng ta trao dồi cái gì? Trao dồi đức hạnh, cái giới hạnh. Mà chỉ có cái giới hạnh là sắc đẹp. Quý vị biết chư tăng năm tông mà hay chúc cho quý vị năm điều hạnh phúc đó. Thứ nhất là sống lâu. Thứ hai sắc đẹp. Có nhiều người nó chọn chúc con sắc đẹp chi sư? Con khổ muốn chết mà đẹp cái gì? Thấy không nè? Không, chư tăng năm tông chúc cho quý vị cái sắc đẹp là thành tựu giới hạnh. Chỉ có giới đức nó mới là sắc đẹp. Là tuyệt đối. Chứ còn cái sắc đẹp bên ngoài không phải. Sắc đẹp bên ngoài giờ nhiều khi thẩm mỹ à. Thấy không nè? Cho nên chúng tôi hay có những câu nói vui là thà ít mà thật lòng.
còn hơn nhiều mà giả tạo. Rồi ngoài đời nó nói thà đẹp giả tạo còn hơn để xấu tự nhiên, họ đi sửa muốn chết rồi. Nhưng mà người tu chúng ta thì sao? Thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng, khùng dữ lắm. Trời ơi, đi ra nghinh nghinh cái mặt lên trời là biết thiệt, chắc là cõi trên rồi đó. Đọc lại câu nãy, cái câu khẩu quyết của bài hôm nay là gì nè? Đời là bể khổ, 2, 3 nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ nên răng nhổ là phải đào. Đó đó, hôm nay nó như đó rồi. Thuộc chưa? Chưa thuộc đọc lại. Đời là đau khổ nên răng đau là phải nhổ. Đời là bể khổ nên nhổ răng là phải đào. Phải chấp nhận. Mình sanh vô cái chốn bụi hồng này rồi, thấy không nè? Đi đâu bây giờ? Ta nói đi đâu giữa chốn vô thường. Bây giờ bởi vì chạy đâu cho khỏi cái chốn vô thường này? Về đâu ai biết về đâu bây giờ? Thôi thì ta ngộ vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Hay lắm á. Bây giờ cái trần gian này là chốn vô thường đúng không? Có gì bền chặt đâu, có gì bền vững mãi mãi đâu, có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài đâu. Đi đâu giữa chốn vô thường theo quý vị bây giờ chạy đâu đây? Chạy vô thành phố Hồ Chí Minh hả? Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh chạy đây, rồi mình đây chạy vô, chạy tới chạy lui. Ở dưới địa ngục nó có cái địa ngục bóng tối. Chúng tôi cái trong kinh diễn tả là cái chúng sanh nó bị khổ đến mức độ là bởi vì không thấy được ánh sáng. Ở trong cái địa ngục nó tối om vậy đó. Rồi cái nghe người ta nói cái cửa đông á, nó đang mở cửa để có ánh sáng. Cái bắt đầu cả dòng cả họ, cả bè cả lũ cả đám kéo chạy, chạy lẹ đi qua cửa đông để thấy được ánh sáng. Chạy qua vừa tới cửa đông, cái cửa đông đóng lại, nó cửa tay á, là có ánh sáng, cái đầu quay lại chạy tiếp. Chạy tiếp qua cửa tay, rồi cái tới đó cửa tay đóng lại, cái tối thui, cái đầu chạy qua cửa đông, nó cứ như vậy mà chạy. Cái cuộc đời cuộc sống cũng như kiếp nhân sinh mà nó giống như những cái muôn thú trong rừng. Quý vị biết ở trong rừng nó có những muôn thú mà mỗi buổi sáng là con nào cũng phải chạy. Nghe cái này hay lắm. Con nào cũng phải chạy hết. Con nai mà chạy phải thật nhanh nha. Ai cũng tranh thủ mà chạy. Con nai nó phải chạy thật nhanh. Lý do gì nó phải chạy nhanh để nó tránh cái con vật bắt nó, cái con sư tử hay con beo con cọp gì bắt nó. Nếu mà nó chạy chậm thì nó chết. Nó chạy thật nhanh để mà nó giữ mạng sống nó. Rồi con cọp, con báo, con sư tử cũng phải chạy thật nhanh để bắt con nai chứ. Bởi nó mà chạy chậm nó bắt không được nó cũng chết. Cái cuộc đời nó như vậy đó. Tất cả mọi người chúng ta mở mắt ra là đều phải chạy. Ghê vậy đó. Chạy. Một người chạy để sống. Chứ không chạy chậm mà nó bắt cái con vật nó bắt mình, nó vô lấy mình, nó ăn thịt sao. Con nai nó hiền vậy nó cũng phải chạy. Mà đặc biệt là phải chạy thật nhanh. Người tu chúng ta cũng vậy. Phải chạy. Chạy phiền não. Chạy đây là mình phải kiếm cái phương pháp để mà giải quyết cái phiền não. Cho nên nội dung của bài giảng hôm nay quý vị nghe nhiều, nhưng mà tụ trung có mấy câu? Mấy câu? 4 câu hả? Câu gì? Câu gì? Đó là lý do tại sao phải đi nghe pháp hoài. Quý vị biết tại sao không? Mình bây giờ á, mình học pháp á, nó có nhiều cái phương pháp học. Có nhiều người họ lật kinh ra, họ nghiên cứu, họ học. Có nhiều người thì họ không có thời gian và họ cũng không quen. Phải lật kinh ra chừng 2 trang là họ ngủ. Họ đọc họ cũng không hiểu. Cho nên nó có một câu là gọi là phùng quân nhất dạ thoại mà thắng đọc thập niên thư.
Nếu một đêm mà mình được nói chuyện với cái người hiền trí, cái người quân tử, cái người mà có học, bằng 10 năm đọc sách. Hôm nay quý vị đến đây nghe một tiếng đồng hồ là cũng bằng 10 năm đọc sách. Phải không nè? Trời ơi, mới vất vả sư từ thành phố cho mình ra đây chứ. Tại vì những gì sư nói là những cái mà chúng tôi cảm thấy nó tinh hoa nhất. Chúng tôi cũng đọc trong sử, trong sách, trong kinh, trong điển. Rồi chúng tôi mới kết tụ lại nấu thành cao rồi. Thành cao rồi. Thì hôm nay chúng đem cái cao ra cho quý vị. Chứ bây giờ quý vị mà đi nấu nữa biết nào xong. Hôm nay đọc theo chúng tôi đi. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an. Đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Mình có nhiệm vụ như vậy thôi. Thứ nhất là chấp nhận sự tình thế gian. Thứ hai là phải tự an lấy mình. Phật không an được cho mình. Nhớ. Thứ ba là gì? Chỉ học đạo vàng Như Lai thôi. Đừng có học mấy cái tào lao kia. Có nhiều người bây giờ nghe đâu cái đầu sách thấy người ta ăn khoai cái giấc mai đi đào. Cũng chả đến học. Trời ơi, đạo bây giờ nó nhiều thứ đạo lắm à. Tu là phải rành mỗi cách tu nghe. Tu mà không đúng đó, nó khổ lu bù. Mà tu theo tà đạo thì thân tâm lụy nữa. Tức là mấy cái bùa chú này nọ tùm lum là nó lụy thân mình dữ lắm. Mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn mô. Cho nên ráng làm sao phải tu theo chánh pháp. Là ngọn đèn, là hải đảo. Chứ còn tu tào lao là nó phí đi. Nó phí đi cái con đường tu của mình. Đã cái con đường nó dài rồi mà còn đi lạc nữa. Là cái dạng này đường vòng xa lắc, mà đường tắt nó xa lơ luôn á. Tu hoài mà không thấy gì hết trơn. Là mình thấy mình đã cái con đường của mình tu nó dài lắm. Luân hồi của mình nó thiền thù là tại ngoại nó dài dữ lắm. Mà mình còn đi tào lao nữa. Nó mất đi cái thời gian. Cho nên bây giờ quý vị biết không, là ngày nào mình cũng vệ sinh mà sao không thật sạch là vậy. Ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong. Ngày nào cũng muốn mong mà sao vẫn chưa đủ mới ghê. Ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa. Mà ngày nào cũng của ta mà sao vẫn thấy khổ. Cho nên mình phải xét lại. Phải ngẫm nghĩ lại. Bây giờ chọn một cái pháp nào đó mà thấy nó đúng với căn cơ trình độ của mình. Thì mình lấy cái pháp đó làm cái kim chỉ nè. Về làm ơn viết giùm chúng tôi mấy câu lên tường. Ha. Viết lên tường để mỗi ngày ra vô mà gặp. Ha. Ví dụ viết hai câu là tâm bình thì cảnh sẽ bình, tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đó, mình lấy cái hạnh là chấp nhận sự tình thế gian. Hãy học hạnh như đất vậy đó. Chấp nhận và thứ tha. Vì trong cõi ta bà, tha thứ là thư thái. Mình hiểu những nguyên tắc đó như vậy. Bây giờ mình cứ chấp nhận và thứ tha đi. Chứ chấp nhận mà không thứ tha là không mệt. Từ bi phải buông bỏ nha. Từ bi mà không buông bỏ thành ra là tham dính mắc rồi. Mình nói mình từ bi với cái người đó. Mình thương cái người đó mà mình không buông bỏ thì thôi cho cất nước chết. Cho nên đến chùa biết bỏ thiệt hơn là bớt đi ganh tị. Đến chùa học hạnh thương không giận hờn, bỏ đi cái tâm bổ sẹn. Mình là thương giận dữ lắm. Tại sao mà chúng ta hay giận hờn nhau? Mà nhất là vợ chồng hay giận nhau lắm. Bây giờ thương nhau. Ông bà mình có một câu về thương nhau lắm, cắn nhau đau. Mà mình ngộ lắm nghe. Hãy thương nhiều, giận nhiều. Lại. Mà thương ít thì giận ít. Mình chỉ có trường hợp là không thương mới không giận. Thì cuối cùng mình nói một câu nó tào lao là gì biết không? Tao là biết cái gì không? Những cái người mà tôi thương yêu nhất là những người làm cho tôi đau lòng nhất. Trời. Tự mình làm mình đau lòng chứ sao mình đi nói người ta làm mình đau lòng. Thấy không nè? Tự mình làm cho mình đau lòng. Giận là đem cái lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình. Còn ngu hơn nữa là giận là gì?
tự uống thuốc độc rồi ngồi đó chờ người ta chết, cuối cùng mình chết. Đọc lại cho dễ nhớ nghe. Đời là đau khổ nên răng đau là phải nhổ. Đời là bể khổ nên nhổ răng là phải đào. Ai chưa thuộc thì về viết ra giấy đốt, bỏ vô nước uống cho bụng rồi cho nó nhớ. Lấy giấy viết ra đốt đi, bỏ vô ly nước đó, uống hết vô cho bụng cho nó dễ nhớ, để chấp nhận. Hôm nay cái lý hôm nay là cái cuộc đời này đến với mình cái gì mình cũng chấp nhận. Nghe cho kỹ nghe. Người tu Phật thì phải nè, tâm không dao động chợ người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp mai không đắc chí lòng, gặp rủi không động nao lòng trách than. Bị chê chẳng có ai quan, được khen ca ngợi không màng tự cao. Cảnh vui cảnh khổ thế nào đều là nhân quả tự ta tạo thành. An nhiên tự tại tu hành, dứt sạch phiền não đạt thành quả cao. Đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Thôi hôm nay giảng đây đủ rồi, giảng nữa rồi mốt gặp lại lấy gì giảng. Thưa quý vị, thời gian cũng vừa phải lẽ, cho nên Chánh Định xin nói lời kết thúc bài giảng tại đây. Trước khi kết thúc thì Chánh Định nói lời tri ân đến Thượng Tọa Trụ Trì, Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn cùng Chư Tôn Đức Tăng tại Bổn Tự cũng như Ban Tổ chức đã cho Chánh Định một cái khoảng không gian, thời gian không cái gì tuyệt vời hơn. Sáng hôm nay thời gian khí hậu quá tuyệt vời để Chánh Định hoàn thành cái bài pháp này. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả các Phật tử đã không quản ngại thời tiết mưa gió, dành thời gian quý báu đến đây để có mặt giúp cho Chánh Định được hoàn thành cái nhiệm vụ bài giảng này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và thân tâm luôn được an lạc. Hẹn gặp quý vị một cái dịp gần nhất.